Vâng, đồng hồ dâu xin nha. Kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em có một chiếc đồng hồ Raketa khá là độc đáo, một chiếc Big Ferro với thiết kế vỏ mạ vàng niềng băm, size mặt 40 rất là to. Chạm của Michael lên có tay. Chiếc này có nào với cổ tay to một chút thì đeo rất là đẹp các bác nhé. Chiếc này trong tình trạng là hàng chưa có sử dụng các bác, rất là mới. Mặt trắng sơn men, các cọc giờ được in đậm nền đen. Đó. Rất độc đáo, chiếc này là bình thông thường chỗ này là số 12 nhưng mà chiếc này với ý nghĩa là bắt đầu từ con số 0 các bác nhé. Thì thay thế số 12 vào đây. Ý nghĩa rất hay, thông điệp của nước Nga. Phần thân vỏ mạ vàng, size mặt 40, size to. Đó. Nào mà cổ tay to, liên tay rất là đẹp. Các nào có quan tâm đến cái sản phẩm Raketa này thì liên hệ Facebook Zalo, số điện thoại của em là 0969966612, hoặc các bác Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng em ở số 4 ngõ 150 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội để xem và giao lưu ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này.